duyên. Niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabbambuddha anubhavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabbadhamma anubhavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabbasangha anubhavana sada sati bhavantu te. Tất cả các anh có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, Nam mô Thaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thu kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Thất Đẳng cùng chư Tôn Đức. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Bích Tha dạ. Sa thú đành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tăng quy Bát Quan Trai Giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú đành thai, kính cảm ơn cô đã thay mặt đạo tràng làm giới tử ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thăm Má trên Mail Talk mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 8 giờ từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2022 Phật lịch 2560 năm. 2565 môn học Pali Pháp Cú Sông Đối. Môn học Pali Pháp Cú Phẩm Sông Đối Chamaka Quát Giá kệ số 2 do Ngài Hòa Thượng Tiểu Siêu biên soạn bài giảng giải. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Mano Bút Văn Gama Thầm Mà Mano Sách Thà Mano Maya Manasa chê ba sàn nề na pha sát tị hòa ca rô tị hòa tát tơ ma năng xúc khăn màn về tị cha già
Qua Anna bà Di Nì. Các pháp y dẫn đạo. Ồ, chết rồi, hình như con sai rồi. Con xin sám hối để con coi lại bài ạ. Hình như con sai rồi. Dạ, con xin đọc lại ạ. Mano bút măng. Mano bút măng gama thầm mà. Mano sát thà. Mano ma già. Mano xà chê. Ba sàn nề ná phà. Sát tí hòa ca rồ tí hòa. Đá tơ năng. Su khá măng quê tí. Chà già. Qua á ná bà. Vini. Các pháp ý dẫn đầu, ý là chủ ý tạo, như với ý trong sạch, nói ra hai hành động hạnh phúc thẻ theo sau, như bóng không rời hình. Dạ, con xin phép được đọc phần duyên sự. Dạ, con... Dạ, con thấy sư thầy trì post bài lên phần trích văn. Dạ, mà hồi nãy sư cho con biết là đọc phần duyên sự. Dạ, như vậy con có sai không ạ? À? Dạ, con xin đại đức thầy trì cho con biết được một tín hiệu ạ. Dạ, vậy con phép, xin phép được đọc phần duyên sự. Đức Phật thuyết bài kệ pháp cú số 2 này khi Ngài ngụ tại Chê Tá Quá Ná, Sa Quá Thiết. Do câu chuyện Mát Há Cun Đa Li, con trai ông Bà La Môn A Đình Na Bút Ba Cá chuyện rằng Mát Tha Cun Đa Li là đứa con một của Bà La Môn A Đa Bút Ba Cá trong thành Sa Quá Thí. Năm lên 16 tuổi, cậu ta mắc chứng bệnh ngặt nghèo. Người cha keo kiết không muốn bỏ tiền ra để rước lương y điều trị, cứ tự làm thuốc cho con nên bệnh không hết, mà một ngày đứa con trai sắp chết. Người cha đặt con trai nằm trên giường nhỏ ở trước hiên nhà. Sáng hôm đó, lật đi hóa duyên thất thực, ngài đứng trước cửa nhà của Bà La Môn Adina Búc Bá Cá, cậu Mát Há Cun Đa Lý. Nhìn ra thấy Đức Phật uy nghiêm, hảo tướng thì hỡi tâm tịnh tính với Đức Phật rồi mệnh chung và tái sanh vào cõi trời Đau Lợi làm một vị thiên tử trong thiên cung rực rỡ. Rồi thiên tử Mát Há Cun Đa Lý khi nhìn thấy người cha tiền kiếp ngày nào cũng đi ra chỗ thiêu xác con trai mà khóc than sầu thảm, muốn tiếp độ người cha ấy, bèn thân thành một cậu bé đứng gần chỗ người Bà La Môn tại chỗ thiêu và khóc sướt mướt. Ông Bà La Môn cha Mát Há Cun Đa Lý. Ông Bà La Môn cha Tha Ma Cun Đa Lý mới gặng hỏi cậu bé vì sao khóc. Cậu bé đáp vì muốn thấy mặt trăng mặt trời để làm. Cậu bé đáp vì muốn lấy mặt trăng mặt trời để làm bánh xe nhưng không lấy được. Bà La Môn A Đinh Na Bút Bá Cá quở mắng cậu bé là kẻ điên rồ. Cậu bé liền thức tỉnh ông rằng cháu đòi mặt trăng mặt trời là vật nhìn thấy được mà ông bảo là kẻ điên rồ. Còn như ông than khóc gọi con trai đã chết và bị đốt cháy ra tro không thấy được hình hài, chính ông mới thật là kẻ điên rồ. Ông Bà La Môn tỉnh ngộ và cậu bé hiện thân là vị thiên tử. Thiên tử Mát Há Cun Đa Lý nói cho ông Bà La Môn biết mình chính là con trai đã chết của ông. Nhờ phúc lâm chung thấy Đức Phật và khởi tâm tịnh tính mà được sanh lên cõi trời. Vị thiên tử khuyên ông hãy tìm đến Đức Phật để nghe pháp quy y tam bảo và trì ngũ giới. Ông Bà La Môn
Adina Bukka Upaka, mời Đức Phật mà chúng tỳ kheo về nhà thọ thực. Và hỏi Ngài, một người chỉ khởi tâm tịnh tín nơi Đức Phật cũng được sanh thiên giới phải không? Đức Phật xác nhận đó là trường hợp Matha Kundali. Con trai ông, lúc ấy thiên tử Matha Kundali hiện ra đảnh lễ Đức Phật và xác định với ông Bà La Môn về lời nói của Đức Phật. Đức Phật nhân đó thuyết bài kể trên, dứt pháp thoại cả hai thiên tử Matha Kundali và Bà La Môn Adina Bhupaka đều chứng quả dự lưu, biên soạn giáo trình Hòa Thượng Tệ Siêu. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Cái lễ này Đức Phật kính đại lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính thưa quý vị, kính bạch trên đại đức tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học phẩm sông đối, bài kệ số 2 trong 20 bài kệ của phẩm này. Và nếu kể theo cái số lượng 423 câu thì đây cũng là cái bài kệ số 2 trong 423 câu. Khi nãy chúng tôi nghe cô tu nữ Như Pháp đọc bài, chúng cũng bị hồi hộp nữa. Bởi vì chúng tôi thấy ở trong bài học nó kỳ kỳ sao đó. Đến khi mà chúng tôi lấy nguyên tập mà chúng tôi viên tay viết tay thì chúng tôi mới thấy là thì ra nó sai chữ và thiếu dấu, cho nên thấy cái văn phong nó kỳ lắm. Những lúc sau này khi mà quý vị đọc bài, các vị chú ý vì cái lỗi do đánh máy, nhưng mà cái bài thì chúng ta cũng không cần quan tâm, để chúng tôi giảng giải cái bộ này chúng tôi tự giải quyết. Thực ra thì trong cái bài thứ hai này cũng là cái bài mà chúng tôi thử nghiệm cái giáo trình. Chiều hôm nay chúng tôi sửa lại là ở mỗi bài kệ pháp cú chúng tôi cho nói với duy sự trước, kế đó là mới trình bày cái chánh văn kệ ngôn Pali. Khi mà đã có chánh văn kệ ngôn Pali thì phải thích văn các cái từ ngữ ở trong bài kệ đó mới đến với phần Việt văn, rồi chuyển văn xuôi, xong rồi mới lý giải và chấm hết cái bài kệ. Chứ tôi nghĩ lần này làm như vậy đó thì có vẻ nó sáng sủa hơn. Bởi vì khi muốn trình bày lý giải về cái bài kệ mà duyên sự chưa kể ra thì làm sao có thể nhắc đến cái nội dung của
cái bài kệ Pháp Cú mà Đức Thật Phật thuyết. Lý do gì mà Đức Thế Tôn Ngài lại thuyết như vậy? Ngài giới hạn trong cái tâm như thế, trong cái bài kệ. Thì cái chuyện đó là để chúng tôi lần lần chúng tôi sẽ giải quyết trở lại. Bài vở soạn đã nhiều nhưng mà chúng tôi cũng còn đủ kiên nhẫn để mà chúng tôi quay trở lại lần thứ ba, thứ tư, lần thứ tư, để chúng tôi soạn lại từ đầu cũng được, không sao. Cho nên sau này các vị MC chúng ta biên sự xong rồi đọc tới cái bài kệ. Nay chúng ta sẽ nói về một câu chuyện của cậu công tử Matthu Kundalini, con trai của ông Bà La Môn ở Dinapappaka. Ở tại Sawatthi, thành Sawatthi, xứ Kosala, có ông Bà La Môn đóng tên gọi là Adinna Poppaka. Nếu một Phật tử chúng ta mà biết được ý nghĩa thì chúng ta sẽ đọc Pali không có gì trở ngại. Tại sao ta gọi Adinna Poppaka? Người mà chưa từng bố thí cho ai cái gì, chưa từng tặng cho ai cái gì. Kể nghĩa Adinna Poppaka có nghĩa gì? Cho nên khi mình nhìn vào cái chữ đó thì chúng ta đọc không có trở ngại đâu. Ông Bà La Môn này có một đứa con trai duy nhất là cậu Matthu Kundalini. Chữ Matthu Kundalini đó, chữ Kundalini tức là cái kiền. Hồi xưa người ta làm kiền cho con nít nó đeo, kiền chân, hai cái kiền bằng vàng hoặc là bằng đồng hay bằng bạc. Mà nếu người ta có tiền, người ta bỏ tiền ra, người ta mướn thợ kim hoàn, ta làm cái kiền ở trên đó, người ta sẽ khắc hoa văn cho nó đẹp. Nhưng mà cái kiền này thì thắt, tức là trơn tru. Bởi vì ông ta sợ tốn tiền, ông ta đem vàng ra, ông ta đập. Ông ta đập rồi ông ta tự uống, quất lại nó cái vòng tròn để cho con trai nó đeo. Thì đây gọi là Matthu Kundalini. Thì năm mà cậu Matthu Kundalini lên 16 tuổi thì cậu ta mắc cái chứng bệnh gọi là bệnh quần đàn. Nhưng quần đàn tức là cái bệnh vàng da, mình nó quá rù gác, mình vàng da. Một người cha thì keo kiết, cho nên không có dám bỏ tiền để rước lương y về trị bệnh cho con ngay từ đầu. Ông ta chỉ đi chỗ này, đi chỗ kia, gặp người nào
biết về y một chút thì chúng ta đến chúng ta hỏi thăm. Thưa ông, thưa thầy, nếu mà gặp cái người bị bệnh như vậy đó, bệnh như vậy thì cho uống cái lá cây nào hết không? Ông thầy chỉ hỏi thăm. Thì những ông thầy thuốc á, biết ông bà la môn này rất là cao khiết, ông ta chỉ hỏi thăm thì đâu có lý do gì mà ông ta phải tốn tiền, cho nên họ cũng chỉ tầm bậy tầm bạ gì đó, lá cây này lá cây nọ. Ông bà la môn Adinda Bhupaka mới trở về, đi vào vườn vườn cây tìm cái lá cây đó về phải khô rồi nấu thuốc cho con uống. Bị uống theo cái cách đó, tự làm thuốc cho con nên bệnh không có hết. Một ngày kia, chỗ này là chữ vàng, thưa quý vị, và một ngày kia đứa con trai của ông ta sắp chết, lúc giờ ông bà la môn ở đi nấp bắp cá nghĩ rằng con ta sắp chết, nếu mà ở trong nhà đó thì bà con lên sớm đi đến để chia buồn, để phân ưu, để thăm hỏi, thì họ sẽ nhìn thấy gia sản của ta giờ có mà họ xin xỏ. Cho nên ông nghĩ như vậy mới mang đứa con đặt ở ngoài mái hiên nhà trên chiếc giường nhỏ, ai đi đến thì đến trước sân đó mà hỏi chuyện chứ không cần phải đi vào nhà. Cũng thất quân đó lý nằm xoay người ngó vào trong vách nhà, thì sáng hôm đó Đức Thế Tôn ngài đi khất thực, ngài nhận thấy rằng là cậu Mát Thân Quân Đá Lý có duyên lành với ngài và sẽ có cái niềm tin, niềm tỉnh tới nơi ngài mà được sanh về cõi trời. Sau trong ngày hôm nay cậu ta sẽ mệnh chung. Thế Đức Phật ngài mới đi khất thực đứng trước vào cửa nhà của bà la môn Adinda Bhupaka. Đức Thế Tôn ngài phóng đạo hào quang từ đêm kim thân của ngài, một ánh sáng kỳ diệu chiếu vào trong giấc. Thì cậu Mát Thất Quân Đá Lý thấy ánh sáng lạ mới xoay người trở ra và nhìn ra ở phía trước cổng, thì liền thấy Đức Phật khởi lên cái tâm tịnh tấn nơi ngài. Với tâm tịnh kính đó, ta đã nghĩ ở trong tâm, tôi xin đảnh lễ Đức Phật. Rồi cậu ta tắt thở và sanh về cõi trời Đau Lợi, trong một cái tòa lâu đài cao 30 do tuần. Rồi thưa quý vị, thiên tử Mát Thất Quân Đá Lý quan sát lại trong đời sống quá khứ, mới đây mình đã tạo được cái nghiệp gì, nghiệp thị gì mà được sanh lên cõi trời, bị thiên tử, thì mới suy xét biết được mình khởi lên cái lòng tin trong giờ phút lâm chung đối với Đức Phật mới được như vậy. Thiên tử Mát Thất Quân Đá Lý
quan hỷ nghĩ rằng ta sẽ phải tạo phước thêm, bởi vì cái phước khởi lên lòng tin đó nó kém cỏi quá. Và thi tử Quán Thế Quân đấy mới quan sát thêm người cha của mình đang làm cái gì, mới thấy ông ta cứ mỗi ngày cái sầu khổ đi đến tại cái bãi đất mà quả táng đứa con trai, rồi cứ kêu gào mà khóc. Còn mất thức của thi tử mất thức của lý muốn hướng dẫn cho cha trong kiếp quá khứ, muốn hướng dẫn cho Bà La Môn đó có niềm tin như Phật pháp, cho nên mới hiện xuống hóa thân là một đứa bé, và cũng đứng gần đó trong cái tha ma bồ địa mà khóc. Thì Bà La Môn qua đi nói bốc một cái đó, ông ta trông thấy đứa bé kháo khỉnh mà đứng khóc một mình, ông ta đến bên ông ta hỏi tại sao người khóc. Thì đứa bé mới trả lời rằng là vì cậu ta xin cha lấy mặt trăng và mặt trời, hai cái bánh xe tròn đó xuống, lấy mặt trăng mặt trời để làm bánh xe cho cậu ta kéo chơi, nhưng mà cậu ta, người cha của cậu ta không có đáp ứng được, không lấy được. Thì Bà La Môn cũng khiển trách, cháu thật là người điên rồ, đâu có ai mà lấy mặt trăng mặt trời xuống được đâu. Cái chuyện mà con đòi hỏi thì quá đáng. Trời cho Bà La Môn nó hết thì thi tử Mát Thu Kundalini trong dạng đứa bé mới nói rằng ông nói tôi là điên rồ, nhưng mà tôi nói ông còn hơn nữa là bởi vì tôi đòi lấy mặt trăng mặt trời là những thứ mà không thể lấy được, nhưng vẫn còn thấy được trước mắt, còn thấy được mắt, thấy được mặt trăng mặt trời mà còn lấy thì không được. Còn ông, con ông đã chết rồi, đem quả táng lửa đốt cho cái thân của con ông thành tro bụi rồi, không còn hình hài của người con trai nữa. Ông khóc, ông kêu gào, ông kêu nó sống lại là sống làm sao. Nghe xong như vậy thì Bà La Môn Adinabhapaka mới tỉnh mộng, mới tỉnh ngộ và không có khóc nữa. Nhưng mà thấy cái lời nói của một đứa bé mà nó lý sự như vậy thì ông ta lấy làm ngạc nhiên. Lúc đó cậu bé mới hiện thân trở lại là một thiên tử. Trong Bà La Môn mới thấy, rồi mới nói rằng kiếp trước là con trai của ông Mát Thức Quân Đa Lý đây, bây giờ tôi đã được sinh về cõi trời lòng thiên tử. Thì thưa quý vị, ở trong Bài Lộ Môn Giáo á, tin thư của họ cũng như cái niềm tin của họ, họ vẫn tin đối với Phạm Thiên, đối với chư Thiên. Cho nên khi nói như vậy đó, thì Adinabhapaka và Đạo Môn mới hỏi vị thiên tử từ hồi nhỏ đến lớn con chưa từng đi chùa, chưa từng làm phước, thì sao chết được sanh về cõi trời? Thì thiên tử Mát Thức Quân Đa Lý mới trả lời cho người cha rằng là
Bây giờ phố cầm chung được thấy tôn nhang của Đức Phật và khởi lòng tịnh tính mà sanh được cõi trời, đó là công đức. Rồi thiên tử Ma Thất Ca Lý khuyên Bà La Môn đó, hãy đi tìm đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Bà La Môn trở về nhà rồi đi thẳng đến Chittagong để nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi Đức Phật ngài thuyết xong cái pháp thoại rồi, Bà La Môn đó mới tiến lên và hỏi Đức Phật: một người chỉ cần có niềm tin nơi Samo Gotama mà chết cũng được sanh về cõi trời sao? Thì Đức Phật đã đáp rằng có. Đó chính là Ma Thất Ca Lý, con trai của ông. Thì lúc đó ngài gọi thi tử Ma Thất Ca Lý. Thi tử Ma Thất Ca Lý hiện ra và đảnh lễ Phật. Sau khi Đức Phật ngài hỏi nguyên do mà thi tử Ma Thất Ca Lý chết sanh được cõi trời này là như thế nào, hãy thuật lại đi, thì thiên tử mới thuật lại như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Sau đó Đức Thế Tôn về thuyết lên bài kệ Nô Bút Tăng Gà Ma Tham Ma Ma Đô Sít Tha Ma Đô Ma Gia Má Ná Sa Chê Phát xa nề ná, phá xe tì qua, cà rô tì qua, thật tô năng xuất của bạn quý tí. Tha già quá, anh đọc ba dì nì. Nói là phần chánh kệ chánh văn, Đức Phật ngài đã thuyết lên. Trong cái bài kệ này đó, thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu có những từ nó cùng với cái bài kệ thứ nhất như chữ Manupangama Thamma, chữ Thamma là pháp ở đây đó, là để chỉ cho các nghiệp. Tức là hành quẩn, tư hành quẩn. Cái đồng sinh với thọ quẩn, tưởng quẩn và các hành quẩn khác. Rồi thọ tưởng, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đó nó là tương ưng với thức quẩn là tâm. Và hễ mà tư hành quẩn đó nó đồng sanh với hành quẩn bất thiện, trong đó 14 hành quẩn bất thiện thì có 3 căn tham sân si. Nghiệp tư hành quẩn đó mà nó đồng sanh với hành quẩn tình hảo, 25 hành quẩn tình hảo đó có căn của tham sân si là có cái thiện. Thì như vậy hành quẩn tư được gọi là nghiệp thiện, thì khi mà có cái tâm thiện tức là thức quẩn thiện dẫn đầu mà Nô Bút Tăng Gà Ma
Và thức nguyện thiện đó nó là chủ xứ, là tạo tác. Thì những từ này chúng ta đã học ở cái bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ nhất thì nói về các cái nghiệp bất thiện do tâm bất thiện đó. Còn bài kệ thứ hai thì nói về nghiệp, các nghiệp thiện do cái tâm thiện tạo ra. Và ở đây cái câu mà nói rằng Manasa Che và Sani đó, chúng sinh ná trong bài kệ thứ hai này có nghĩa là cái sự thanh tịnh, cái sự trong sạch. Ở đây ý thanh tịnh, ý trong sạch tức là chỉ cho cái tinh thần hảo. Tình hảo đó nó có tâm sở tình hảo tương ưng, và nó đồng sanh với ba quận thiện, tức là vô tham, vô sân và vô si. Cho nên được gọi là ý trong sạch, gọi là trong sạch. Nếu có ý trong sạch, pha sinh đi qua cà rô tí qua, nói ra hay hành động. Ở đây chúng ta phải rằng ở trong bài kệ thứ nhất cũng như trong bài kệ thứ hai này chỉ đề cập đến thân nghiệp và khẩu nghiệp thôi. Lý do tại sao vậy? Là tại vì giới hạn ở trong khuôn khổ của bài kệ, cho nên lẽ ra là Manasa Che Pasane đó, Pha Satiwa Krotiwa Chen Te Tiwa, tức là nấu làm hay suy nghĩ. Năng này ở đây chỉ là pha xe đi qua cà rô đi qua, là nói hay là làm thôi. Thì có những người họ thắc hoặc là họ có ý kiến rằng là nếu ở trên đã nói Manasa Che và Sande ná thì ở dưới đâu có cần phải nói đến cái hành động suy nghĩ nữa. Nhưng thưa quý vị, không phải. Hai cái trường hợp này khác nhau. Trong ô nhiễm, cái tâm tội lỗi hay là tâm trong sạch, mà ở trên nói rằng Manasa Che và Đu Thiên á, hoặc là Manasa Che và Sane đó, cái đó chỉ là nói chính tức qua đá là tâm sân. Tâm sinh đó là mô tả thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Nó tương ưng với ba căn thiện. Từ cái tâm sinh chích ba đá đó, nó mới tạo ra ba nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Như thế trong trung bộ kinh, cái bài kinh Sevitapa, kinh nên hành trì, không nên hành trì nữa. Thì ở đây Đức Phật Ngài có giảng thân hành có loại nên hành trì, không nên hành trì. Khẩu hành có loại nên hành trì, không nên hành trì. Ý hành
Rinosamachara, ý hành có loại nên hành trì, không nên hành trì. Tung sinh thích pa đá, có loại nên hành trì, không nên hành trì. Ngã tánh đắc, kiến đắc, phương tâm, có loại nên hành trì, không nên hành trì. Thì ở đây chúng ta cũng phải biết, không phải là thừa. Đã hồi nãy nói về ý hành rồi, bây giờ tại sao mà Đức Phật Ngài còn nêu ra là tâm sanh có hai loại là nên hành trì, không nên hành trì. Và trong bài kinh đó chính Ngài Tôn giả Sariputta, Ngài đã giải thích rộng trước mặt Đức Thế Tôn. Tôn giả mới giải thích chữ ý hành đó, tức là sankappa gochara, tức là cái tư tưởng suy nghĩ. Còn tâm sinh đó đó là để chỉ cho tâm thiện hay tâm bất thiện thôi. Người mà với cái tâm sân nghĩ quấy cho người khác thì cái nghĩ quấy đó nó gọi là ý hành. Nhưng mà với cái tâm sân đó, thì đó là tâm sân, nó khác nhau. Cũng như một người mà có cái tâm sân, tức là nasache pasane đó, cái tâm sân nha quý vị, nhớ chính tức và đó là tâm sân. Chúng tôi cố gắng đọc rõ ràng, quý vị đừng có nghe nhầm là tâm sân á. Sân là khác, sân dấu ớ khác, còn này tâm sân, S-A-N-H, tâm sân. Chích tư pa đá gồm có bốn danh quận phối hợp với nhau. Thì trước hết á, trước khi hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, thì cái tâm nó sinh khởi trước cái đã. Tâm sinh khởi nó mới bắt đầu nó điều phối cho thân hành động, cho khẩu nói lời và cho ý suy nghĩ. Thành thử ra khi mà một người tu tập thì chúng ta cần phải biết rõ ở điểm này. Trước tiên là mình phải có chánh niệm với tâm sân. Chánh niệm với tâm sân bất thiện sanh khởi thì chúng ta biết rõ đây bất thiện dẹp bỏ. Mà nếu như là tâm thiện sanh khởi thì biết đây là tâm tốt, tâm thiện thì nên duy trì. Nhưng mà khi tâm sân nó khởi lên mà mình chưa nhận thức kịp thì đợi đến lúc mà nó sai sử hành động thì lúc đó chúng ta hồi quán phản tỉnh cũng còn kịp, thưa quý vị. Như ở trong cái bài kinh Balatika Rahulo Vada, kinh giáo giới rầu là tại Ambalatika, Đức Phật Ngài có dạy Sayyi Rahula về cái cách tu tập phản tỉnh tâm, tâm hành, thân hành, khẩu hành, ý hành. Khi đã làm, đã nói, đã suy nghĩ, cái gì cần thì cần phải phản tỉnh xem coi cái mình đã làm, đã nói, đã suy nghĩ đó nó có, nó là thiện hay là bất thiện, đưa đến hạnh phúc hay đưa đến đau khổ khu vực. Phải phản tỉnh lại. Cho nên ở trong cái bài kệ thứ hai này cũng như bài kệ thứ nhất, chúng ta chỉ thấy là nếu nói hay hành động với tâm tư trong sạch hay là với tâm tư tội lỗi, ở bài kệ số 1, thì nếu với tâm tư
trong sạch, nếu với ý trong sạch, nó lên hay hành động, thì chúng ta phải hiểu ở đây thêm cái nữa là suy nghĩ, nấu lên hay hành động hay suy nghĩ bằng cái tâm ý thanh tịnh trong sạch như vậy đó, thì hạnh phúc sẽ theo sau như một trời hình. Vì điểm này chúng ta cũng phải ghi nhận một điều, là cái ác quả cũng như là cái thiện quả không phải là lúc nào nó cũng ẩn nấp ở trong người của chúng sanh. Nếu kêu nói rằng hạnh phúc sẽ theo sau tô năng xuất của mình nguyệt ký, hạnh phúc sẽ theo sau người đó, là chúng ta phải hiểu rằng một khi đã làm được cái điều thiện nào, tốt nào, thì nếu mà cái thiện quả đó mình nó có cơ hội thiện chỗ sanh trong kiếp hiện tại rồi hiện báo nghiệp thiện, nếu khi bệnh chung mình tái sanh ở cảnh giới khác chính do cái thiện nghiệp đã làm bây giờ, thành tựu quả lành quả vui cho chúng sanh đó trong những đời tương lai. Thì ở đây không có nghĩa là khi mà đã chúng sanh đã làm một cái thiện nghiệp nào đó thì cái thiện nghiệp đó được ghi chép lại do hai bên vai giác ghi chép lại rồi theo suốt mãi, mặc dù ở trong Phật Côn thì dùng cái từ gọi là xuất khăn anh quy trí, là hạnh phúc sẽ theo sau, theo sát, hạnh phúc theo sát. Nói là nói như vậy, nhưng mà chính do cái hành động đó chiêu cảm nghiệp trong tương lai, nếu như có cơ hội thì nó sẽ trổ quả. Nhưng mà ở đây Đức Phật này muốn mô tả cái này đó, là Ngài chỉ nói theo cách thưởng thức. Hành động thì có hành động, nhưng mà cái hành động đó không phải là nó tồn tại đi theo mãi. Nếu mà chúng ta chấp như vậy đó, thì coi chừng chúng ta rơi vào cái thường kiến. Tâm nó diễn ra từng sát na nối tiếp nhau, do đó cho nên không có cơ hội để cho cái tâm quả khác mà nó sinh khởi một loạt với cái tâm khách quan hiện tại. Vì trong câu nói rằng hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình, thì đó là cái cách nói thường thức để cho chúng ta hiểu là dầu cho mình có đi chân trời góc bể ở đâu đi, phước nghiệp mà mình đã tạo được thì bao giờ nó cũng sẽ đeo đuổi theo và nó trả. Tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Vì ở đây thưa quý vị,
chúng ta thấy rõ ràng là công tử Mathakondali trong giờ phút lâm chung chỉ khởi lên cái niềm thành tín đối với Đức Phật thôi, chứ đâu có nói hay hành động. Không có nói được, không có hành động được, cô ta bệnh sắp chết. Nhưng mà chỉ khởi lên cái ý gì, một cái gì nó xuất phát từ nơi cái nội, cái tâm trong sạch thanh tịnh với đối tượng Manasachi và Sani đó. Thì nếu mà chúng ta không giải thích chỗ này, khi mà chúng ta đọc về duy sử, chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật Ngài thuyết bị lạc đề vì cái trường hợp này. Mathakondali mệnh chung sanh về cõi trời là do nhờ cái ý nghiệp thiện, tức là cái lòng tịnh tính đối với Đức Phật trong giờ phút lâm chung và sanh về cõi trời. Nhưng mà tuyệt nhiên ở trong bài kệ thứ hai không có nhắc đến một cái động từ chinh tiệt tí, chỉ có karotiwa, phasitiwa, karotiwa, còn chinh tiệt tí qua không có nhắc đến, tức là nói, làm và suy nghĩ. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là vì giới hạn trong cái khổ của kỵ ngôn, cho nên không có nói đủ hết thân khẩu vĩ. Chứ chúng ta biết rằng ngoại trừ là cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, những cái tâm đó nó thuộc về ý nghiệp, nó tạo ra ý nghiệp. Còn khi nói đến cái tâm dục giới thì cái tâm đó cứ vừa có thân nghiệp, vừa tạo ra thân nghiệp, thổ nghiệp, và tạo luôn cái ý nghiệp nữa. Và như vậy thì rõ ràng ở trong câu này là Đức Phật Ngài chỉ giới hạn ở trong cái tâm dục giới thôi. Còn cái vấn đề là cái thí dụ mà Đức Phật Ngài minh họa trước hết trong bài kệ số 1, khi để nói đến quả của ác nghiệp theo liền cái người tạo nghiệp, thì Ngài dùng cái hình ảnh gọi là chiếc xe lăn theo sau con vật kéo xe như con bò ngựa của vật. Còn bài kệ thứ hai đó, bài kệ này thì Đức Phật Thầy đưa cái thí dụ cha giao quắc anh đập bài gì đi, anh đập bài gì đi đó, chữ ác ở đây có nghĩa là không, một cái phủ định từ gọi chữ nát. Phối hợp với chữ apajati, căn của apajati đó là có nghĩa là rừng xa, rừng xưa ở bây giờ. Thế chứ từ ngữ Apa đó, khi chúng ta ghép với một từ nào chuyển động như là Gachati, Apa Gachati có nghĩa là đi xa, đi xa hay tránh qua một bên, tránh đi. Và do đó cái chữ Anapa Vini có nghĩa là không có rời, không có rời được. Quả thật như vậy,
Khi mà chúng ta đi, mặt trời rọi xuống, rọi vào người của chúng ta, có cái bóng đi ở phía sau lưng người, thì cái bóng đó luôn luôn, cái bóng của mình đi theo sát mình, nó không có rời. Đức Phật này chỉ dùng để nói lên cái ý nghĩa là nghiệp đi theo cái người tạo thiện, tạo phước, còn bất thiện nghiệp thì đi theo cái người mà tạo ác, như vậy thôi. Mà ở trong sớ giải cũng có đề cập đến chỗ này, nhưng mà chúng tôi chỉ nhắc sơ qua là cái việc mà ác quả đã theo sát một người đó, chẳng những vậy mà nó làm cho nóng nảy, làm cho đau khổ, cũng giống như cái bánh xe mà lăn theo con bò nó cỏ, vâng, làm cho đau đớn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái này không cần phải giải thích và không nên giải thích như vậy, bởi vì chúng ta hình dung ra một chiếc xe bò, hai cái bánh nó không bao giờ mà đi sát con bò được, hai cái bánh xe đâu phải là xe lăn bất ta đâu, một cái bánh nó nằm ở phía trước để mà nó cọ vào cái đít của con bò, hai bên hông của chiếc xe, rồi cái càng xe, hai càng xe đưa về phía trước và mát lên cái ách của con bò. Cho nên chữ chắc căn trong bài kệ số 1, chữ chắc căn như chúng ta đã nói là để chỉ hàm ý, ngụ ý là chiếc xe chứ không phải là bánh xe, không phải là bánh xe. Bởi vì nếu như ví dụ là xe chắc căn quá hà tố và đăng, thì như vậy phải xài số nhiều chứ không có xài số ít được. Bởi không có chiếc xe bò nào mà có một bánh, nó phải từ hai bánh trở lên bốn bánh. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu, còn cái bốn không rời thì hai cái hạnh ấy, cái chiếc xe mà bị con vật nó kéo đi đó, dầu kéo đi cả ngày đi nữa, thì chiếc con bò đi đến đâu thì cái chiếc xe cũng lăn theo đi đến đó. Cũng như khi mà chúng ta đi tới đâu đi nữa thì cái bóng của cái thân ta thì nó cũng đi theo sát mình đó, nó không có rời. Anh đã pa dinh đi thì hai cái hình ảnh minh họa, thí dụ về một người tạo tam nghiệp ác, cái quả khổ sẽ theo sau người đó. Và trong bài kệ thứ hai, một người mà tạo tam nghiệp thiện thì cái quả lành cũng đi theo người đó, nó không có rời. Thì cái chuyện mà đi theo sau đó là nói cái cụm từ này là nói theo tự thức, nói theo chế định thôi, quý vị nhớ. Bởi vì tâm không có thể nào mà sanh khởi lần hai ba thứ, nhập cục là không phải. Và do đó chúng ta không có lý do gì mà chúng ta nói là cái người xuống của chúng ta khi chúng ta đang làm thiện thì cái tâm bất thiện nó cũng vẫn sinh khởi đi theo, ác tâm quả ác nó vẫn đi theo vậy. Thế nhưng chỉ là một thí dụ để nói lên liên quả liền kề. Nói lên nhân quả liền kề, chúng ta chạy đâu cũng thoát khỏi cái nhân quả. Thì thưa quý vị, ở trong cái bài kệ mà chúng ta trình bày đó, bài kệ thứ nhất với bài kệ thứ hai đó,
khi mà chúng ta đọc thì cái mạch văn nếu mà chúng ta sắp lại thành văn xuôi thì nó cũng tương tự như vậy thôi, chứ nó không phải là nó không phải khó hiểu. Chỉ có những bài kệ sau này, có những bài kệ mà có khi lấy chữ trước, chữ câu trên, câu dưới lắp ghép với nhau mới thành được nguyên trọn cái câu văn văn xuôi. Có thể kể thì nó hơi khó. Thâm Manu Bốc Văn Gà Ma Manu Sít Tha Manu Bà Gia Bà Sàn Đề Ná Chê Manu Sa Phà Sít Thịnh Qua Cổ Lạ Tà Tô Sút Cổ Manh Tà Tô Sút Khăn Năng Anh Quê Tí Chà Gia Y Quá Anh Đã Bài Vịnh Đi. Cái đó chúng ta xài theo văn xuôi, chúng ta sẽ thử xem những gì cái câu mà tham ba mà nó có băng gà ma mà nó sẽ ta mà nó có da đó, thì lấy tham ma làm chủ cách chủ ngữ của vế này. Các pháp có ý dựng đầu, chứ mà nó có băng gà ma là tỉnh từ của chữ tham ma, mà nó sẽ tha là có ý chủ xứ, Manusita là được tạo bằng ý. Sande na che ba manasa manasa fa sittiwa karotiwa. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, ý trong sáng, tà tô ở trong bài kệ thì để tà tô năng xuất của ba mươi tí, nhưng qua văn xuôi thì chúng ta phải hiểu tà tô xuất khăn năng anh quê tí. Chữ xuất khăn là chủ ngữ, là chủ của cái câu này, chủ cách trung tính số ít. Sự an lạc hay sự hạnh phúc, năng anh vừa tí là sẽ theo, sẽ theo sau người ấy. Cha giàu y quá ví như bóng, nhưng mà ở đây chúng tôi nói là bóng hình, như là bóng hình. Anh đã bài gì đi là không rời, không rời nhau. Còn nếu mà chúng ta dịch như hồi đó đến giờ có nhiều bản kinh dịch như bóng không rời hình, thì quý vị nên nhớ là chữ anh đã bài gì đi, cái hợp thể samasa này chỉ có nghĩa là không rời thôi, chứ không có nghĩa là hình. Cũng xin báo cho quý vị biết là ở trong cái samasa, danh từ samasa, danh từ hợp thể đó, có đôi khi đôi khác. Ví dụ bây giờ sarira hay là sandeho, sandeho là cái xác chết, cái xác của mình, cái thân xác của mình. Nhưng bây giờ người ta dùng cái danh từ samasa hợp thể apetavignano cũng được. Các chúng ta đừng có ngạc nhiên, chứ vignana là trung tánh, đúng rồi, vignana, chứ tại sao vignano? Nhưng không, thưa quý vị, ở đây đây đi đã là một cái hợp thể rồi, một cái samasa rồi, thì người ta biến nó thành một danh từ khác. Danh từ đó được, là danh từ nam tánh được chứ. Cho nên apetavignana là chỉ cho xác chết, có nghĩa là cái vật mà nó không có thân thức, hay là một cái thay mà, một cái xác mà thân thức đã lìa rồi đó, đã lìa bỏ rồi,
của mình. Thay vì xài chữ chaya là cái bóng, thì bây giờ có một từ để cho cái bóng là chữ anapajini. Anapajini cũng dịch là cái bóng nữa, nhưng mà cái nghĩa đen của nó có nghĩa là không rời, không tách rời. Thành thứ ra ở trong câu này khi mà dùng hai từ chaya quát kia thì hai cái hẳn lẽ chúng ta để bóng không rời bóng, cho nên chúng ta phải dịch là bóng như bóng không rời hình, hoặc là như bóng hình không rời. Chúng ta phải hiểu tường tận cái mạch văn nó như thế thì chúng ta mới có thể, chúng ta mới có thể hiểu được. Bởi vậy cho nên thưa quý vị, chúng tôi lấy làm thiết là chúng ta ở tứ xứ xa xôi quá, không có ở gần để mà chúng ta có một cái lớp học Bali, lớp bản ngữ. Vì nếu mà được học trực tiếp, học về cái cách đọc, cách xuất âm, rồi chúng ta học về cái cách ngữ pháp văn phạm để dịch, rồi chúng ta học về cái cách mà chúng ta điện thoại tiếng Bali, học xong như vậy thì chúng ta đến chừng khi chúng ta gặp kinh điển ở chỗ nào thì nó không có khó cho chúng ta. Nhưng mà rất tiếc là thời nay thì chúng ta gần như là cái trường lớp để dạy Bali thì cũng ít có người dạy. Trường thì có đó, ít có người dạy, ít có người học. Nhưng mà chúng ta mặc dù không học Bali mà chúng ta vẫn thích xem cái điểm Bali nó mới chết nhé. Không học Bali mà chúng ta vẫn đọc tiếng Bali. Cho nên chúng tôi hiểu sao cho nên trong cái câu pháp cú, cái tác phẩm pháp cú thì rất là quen thuộc với chúng ta, bởi vì kinh pháp cú nào đến giờ không, chúng ta không có xa lạ gì. Nhưng mà tại sao chúng ta phải học lại kinh pháp cú ở trong cái chương trình cái môn dạy Bali? Thưa quý vị, là vì chúng ta học qua rồi nhưng mà chúng ta không nhớ. Chúng ta không biết ý nghĩa. Cho nên chúng ta có dịp chúng ta học lại thì chúng có nhiều lợi ích như thường. Vẫn nhiều lợi ích. Bởi vì tại sao vậy? Nếu mà chúng ta có quan niệm cái gì học qua thôi bỏ, không thèm học lại, như vậy chứng tỏ rằng là kinh điển mà quý vị nghe pháp rồi quý vị bỏ, quý vị không còn tu cái gì hết hay sao? Thưa quý vị, có những bài kệ pháp cú chúng ta cần phải khắc sâu vào trong tâm khảm của mình, để khi mà chúng ta giờ phút lâm chung bệnh hoạn, chúng ta nằm đó chúng ta suy tư. Thí dụ như cái câu Ajiran của tài văn ca vô bất thần quân ngạch thế xế sẽ tiết cho thô ở bê ta quỳnh nhà đồ để rắc thăng của từ người răng. Lúc đó mình như tỳ kheo Pu Tiên Cách Tất Tế Xá nằm đó nghe Đức Phật là thuyết câu: ôi không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị phất bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Thì mình quán xét theo đó đó thì cái tâm mình sẽ tỉnh táo lại liền, không có sợ sự chết. Lúc đó mình mới rảnh trí để mình quán vô thường, khổ đau, vô ngã vì cái xác thân này. Vì chỗ đó đó, kinh pháp cú của chúng ta cứ học đi học lại, học đi học lại vẫn có lợi ích cho chúng ta. Trong hai cái câu, câu số 1 và câu số 2 gọi chung á, hai mươi câu này được gọi là trong phẩm xâm đối với bác cát quát cát, là đối với nhau, nó đối xứng với nhau.
có ba cách. Cùng duy sự mà Đức Phật đã thuyết hai câu pháp cú có nghĩa đối xứng với nhau. Thứ hai, hai sự khác nhau nhưng mà Đức Phật ngài thuyết ở duyên sự này, câu kể pháp cú này ở duyên sự kia, câu pháp cú kia, thì đem so lại thì hai câu đó đối xứng với nhau. Đối xứng với nhau về nghĩa lý và khác duyên sự. Trường hợp thứ ba, cùng duyên sự và chỉ trong cùng một câu nhưng mà ý nghĩa hai câu trước và hai câu sau đối xứng với nhau, cho nên gọi là gì? Na hi quê rì đó, quê rà đi samanti tha cu đà chê năng a quê rì na chê samanti e sa tham mô sa nan tha đô. Cũng một bài kể thôi quý vị. Hận thù diệt hận thù đời này có được, vô hận diệt hận thù là định luật ngàn xưa. Thì một bài kệ bốn câu, hai câu đầu có nghĩa tương phản đối xứng với hai câu sau. Còn như trường hợp này, câu kệ bài kệ số 1 với bài kệ số 2 chúng ta thấy rằng được gọi là xâm đối với mặt cát, nhưng mà chúng ta thấy nó tách biệt rõ ràng, tách biệt nhau rõ ràng. Cho nên ở đây quý vị đừng cố gắng tìm hiểu coi ở trong 20 bài kệ này có phải chăng đó là 10 cặp, 10 cặp xâm đối. Không phải 10 cặp xâm đối đâu. Tùy, có những cặp xâm đối chung một duyên sự, nhưng mà có những cặp xâm đối nó khác duyên sự. Có những cặp, những ý nghĩa xâm đối nó cùng duyên sự và cùng một bài kệ, như chúng tôi đã dẫn chứng nãy vừa đi. Nãy vừa đi nãy vừa đã đi hôm trước khi mà khai lớp pháp cú, chúng tôi chưa có dịp để trình bày cái ý nghĩa thế nào gọi là xâm đối. Hôm vừa rồi học cái bài kệ số 1 cũng chưa có nói đến cái chỗ này. Hôm nay chúng tôi muốn trình bày lại để cho quý vị hiểu, quý vị biết tại sao gọi là xâm đối. Bây giờ người Phật tử chúng ta khi mà học cái bài này, ở trong hai cái câu quý vị nhớ rõ ràng là Đức Phật thầy muốn nhắc nhở cho chúng ta cái điều ác không nên làm và cái điều thiện thì phải làm. Bởi vì một cái hành động ác ở trong quá khứ xa xưa, một thầy thuốc ông đã nhận trong một bào chế cái thuốc độc để cho người phụ nữ nhỏ vào mắt bị mù, ông ta trả thù về cái tội vô tiền công, trả thù bằng kiểu đó, tâm ác kiểu đó, cho nên cái quả nghiệp cứ đeo đuổi theo mãi trong vòng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, nhiều lần sanh ra ông ta bị mù mắt. Cho nên kiếp hiện tại mặc dù trước qua là hán vẫn buồn mắt. Còn như trong trường hợp mà chúng ta tạo thiện nghiệp, một cái thiện nghiệp những thứ khổ bằng ý mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ xa xưa, thì bây giờ nó lại theo, nó lại đeo đuổi theo sát như bóng không rời hình, như bóng hình không rời.
để tạo mình cái sự an vui. Ngay cả như Đức Phật và các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Trong đời quá khứ xưa đã tạo được một cái thiện nghiệp, bây giờ chính do cái thiện nghiệp đó nó trở thành cái hậu quả nghiệp đi theo mãi. Một lần khi mà thành Wesley xảy ra hạn hán nên con người ta chết nhiều quá, do hạn hán nên thiếu vật thực, thế là nạn đói khởi lên đứt sinh căn. Rồi khi con người ta chết sát thiêu không kịp thì các hàng phi nhân giả xoa rắc sát là sát, giả xoa là sát, nó hiện ra để mà nó ăn những cái xác chết. Cho nên cái nạn Amadusa, nạn phi nhân nó khởi lên. Rồi khi có nhiều cái xác chết làm cho không khí ô nhiễm nên nó xảy ra cái sự dịch bệnh, cho nên bị ba cái thiên vị thăng pháp quan phá dân, thiên vị thăng phá dân là ba cái tai kiếp bệnh nhân. Đúng khác và phi nhân. Thì lúc bây giờ các vị Lichawi, các vị ở trong vùng hoàng tộc Lichawi nghe nói Đức Phật này đang du hành tới Kosala, sau thì họ mới cử một đoàn sứ giả đi qua để điều đình với vua Pasenadi mà thỉnh Đức Phật về thành Wesley để có được cái sự may mắn cho thành, cho sư vua trì. Trong cuộc đời Đức Phật lần đó là một chuyến đi mà quy hoàng dân Kosala, vua Vasenadi đã cho trang hoàng cờ xí, rải bông hoa trên đường để tiễn chân Đức Phật đi đến cái dòng sông ranh giới, qua đến bên kia sông là xứ Bất Chi. Thì khi mà tiễn ngài đi như vậy đó, thì cái sự long trọng còn hơn là một vị hoàng đế du hành ở ngoài nữa. Rồi qua đến bên kia xong đó, thế đó là chưa nói đến là lúc mà ngài chuẩn bị bước xuống thuyền thì chư thiên cũng tạo nên, loài người tạo ra thuyền con người và Long Vương tạo thuyền của Long Vương và chư thiên tạo thuyền của Long Vương để rước Đức Phật và chư tăng đi. Qua đến bên kia thì họ dân xứ Quốc Chi họ tập trung lại, quần thần Liên Châu Nguyên của mình đón tiếp Đức Phật linh đình trọng thể. Thì khi đi đến thành Wesley và theo Đức Thế Tôn đã thuyết lên những cái bài lễ, cái bài kinh gọi là Ratanasutta, Ratanasutta kinh Tam Bảo, kinh Châu Báu, dạy Tôn giả Ananda học thuộc lòng cái bài kệ này, rồi đi ba vòng thành Wesley đọc lên cái bài kệ đó cho chư thiên những phi nhân họ nghe, và tất cả những cái tai nạn đó nó đều được quét sạch sau khi Đức Thế Tôn ở đó đi về.
Thì các vị tỳ kheo cũng bàn luận với nhau thật là quy quý của chư Phật lớn quá. Lúc đó đưa đó Đức Phật hỏi bảo rằng: này các tỳ kheo, ở đây không phải là quy đức chung của chư Phật, cái này là do cái phước riêng của Như Lai. Ngài mới kể lại trong đời quá khứ Ngài đã tạo cái nghiệp gì mà bây giờ người ta đón rước long trọng như vậy. Còn những cái trường hợp như là tôn giả đệ tử Đức Phật, tôn giả Anuruddha, mà khi còn là thái tử, Ngài không bao giờ nghe cái tiếng không có. Dù cho mẫu hậu của Ngài, mẫu hậu của hoàng tử kêu dân nhân đem mong thần lễ kính lại, rồi hoàng tử Anuruddha thấy từ xa đến hỏi đem bánh gì ra đó, thì theo lời dạy của nhà mẫu hậu thì các gia nhân nói rằng bánh không có, nhưng mà đến trường đem lại thiệt, tôi mở ra thì chư thiên họ đem, họ đặt bánh vào trong đó thơm lừng ngon lành. Thì bà hoàng hậu nghe báo như vậy, ở biết con của bạn có phước báo nhiều, Đức Phật nói trong quá khứ thành là phước cúng dường dưới chân của Đức Phật Bồ Tát, tiền thân của mẹ được phát nguyện đời sau đừng bao giờ nghe tiếng không có. Rồi như Ngài Sivalik cũng vậy, do cái phước trong quá khứ mà Ngài làm phước cúng dường đến chư Phật đồng giác, rồi Ngài phát nguyện không bao giờ người bị đối khác. Cho nên tại quý vị một lần sau khi ra hạ, Đức Thế Tôn Ngài nghĩ đến tôn giả Rivata ở tại rừng keo, rừng cây gai, ở trong tuốt rừng sâu rừng già, đi khó khăn lắm. Lúc đó tôn giả Ananda mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: từ đây đi bằng keo nó có hai con đường, nếu đi đường tắt thì chỉ đi một tháng tới nơi, nhưng mà đi đường tắt thì không có xóm làng để cho các vị tỳ kheo đi khất thực mỗi ngày mà độ dịch, còn nếu đi đường vòng thì mất 3 tháng, nhưng mà có xóm làng chung quanh để cho các vị tỳ kheo có thể đi khất thực cái độ dịch. Bây giờ nên đi đường nào? Đức Phật bảo rằng: này anh đã đáp, ngày mai này ở trong hội chúng tỳ kheo đi với Như Lai có tỳ kheo xin với lý đi cùng không? Bạch Đức Thế Tôn: dạ có. Đức Thế Tôn bảo rằng: vậy hãy đi đường tắt, không sợ đói đâu, do cái phước của vị đó mời quá thật như vậy. Thôi khi Đức Phật và chư tăng đi đường tắt, nếu mà tới cái đêm thì nghỉ, ngày thức dậy thì thấy ở phía trước chư thiên họ lập làng, dân chúng nhộn nhịp tuần mật buôn bán tấp nập để cho chư tăng đi khất thực. Các vị tỳ kheo đi khất thực qua cái người sớm đó là đủ no rồi, được ăn. Rồi qua ngày hôm sau được ăn xong rồi đi tiếp, qua ngày hôm sau sáng thức dậy cũng có một cái ngôi làng khác, cứ như thế đó, do cái phước của Ngài Sivalik. Chúng ta được ngạc nhiên, như vậy thì cái phước của Đức Phật không đủ hay sao? Không phải, Ngài không phải là không đủ phước, nhưng mà vì hễ có tôn giả Sivalik đi theo
thì chính cái phước của tôn giả sư quý đã đủ sử dụng cho chư tăng rồi, chứ không cần gì đợi đến cái phước của Đức Phật. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta đừng có ngần ngại khi mà chúng ta tạo cái công đức, tạo cái phước báo. Đức Phật dạy này các tỳ kheo, các ngươi chớ sợ hãi phước, vì phước nó đồng nghĩa sẽ an lạc. Ngài có dạy thêm trong Tư Ưng Bộ Kinh rằng như một ngôi nhà bị cháy, cái vật dụng nào được hướng ra khỏi ngôi nhà đang bị cháy đó thì cái vật dụng đó nó còn lợi ích cho, nó đem lợi ích cho cái người chủ nhà. Cũng vì khi thân này bị hoại do già bệnh chết thì chỉ sanh được cảnh giới khác, không có đem theo được cái thứ gì của thân này nó bị hoại hết. Duy chỉ có phước nào mà người đã tạo thì cái phước đó là lợi ích đến cho chúng sanh này cái việc tái sanh. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta không phải tạo đầy đủ các phước báo, phước vật hay phước đức, phước trí. Rõ ràng ở trong cái câu Đệ Ngôn số 2 này đó, thì Đức Phật này dạy chúng ta là mới có tu tập về cái tâm thiện dục giới thôi. Bởi vì cái sắc giới thì vô sắc giới là phải tu thiền chỉ, tu thiền quán. Và cái đó chỉ là hoàn toàn là ý nghĩa. Chỉ có cái tâm thiện dục giới đó, cái tâm mà trong sáng này đó, cái tâm Maha Kusala Chitta hay là Kama Vajara Kusala Chitta này, nếu mà tạo đủ ba cái nghiệp gọi là Kaya Sucharita, Vachi Sucharita, Mano Sucharita, là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, nó tạo đủ ba loại thân khẩu ý. Và người Phật tử chúng ta khi mà tâm thị sinh khởi, chúng ta phải gấp rút, phải nhanh chóng làm các việc lành đó liền, chứ chúng ta đừng có để cho tâm ác nó sinh khởi. Khi mà tâm thiện nó sinh khởi mà chậm làm thì tâm ác nó sẽ kéo lại cho tâm phàm phu chúng ta bị. Cho nên hễ rồi chúng ta vừa nhận thấy có tâm thiện sinh thì chúng ta cứ hành động thiện, nói lời thiện, suy nghĩ thiện. Bởi vì cho nên Manasati và Sadina, tức là cái tâm sinh thiện đó, nó rất là quan trọng thôi. Nó rất rõ. Chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới tu tập tam nghiệp nó được thanh tịnh. Và khi mà chúng ta đã có tạo cái thiện nghiệp rồi đó, thì chúng ta nhớ trong cái thiện nghiệp đó nó trổ quả theo thời gian thì nó có ba cách. Những cái thiện nghiệp mà làm trong hiện tại này và nó do cái mãnh lực của động lực thứ nhất mà nó trổ quả trong hiện tại thì gọi là đi tất thâm mát quê đến đi ra thâm mát, là hiện báo nghiệp. Nhưng mãnh lực của hiện báo nghiệp do cái động lực thứ nhất đó, hết kiếp này thì nó trở thành ở vô sức cầm mát, là vô nguyện nghiệp. Cái động lực trong cái nát thứ bảy nó sẽ có mãnh lực để nó trổ quả trong lần thứ hai, là kế tiếp đây sau khi mệnh trung. Chính cái năng lực thứ bảy này nó sẽ tạo ra cái quả thiện để dẫn người tái sanh. Chính tôi gọi đây gọi của bậc bất chấp quê trên đi bằng mắt
là sân khấu nghiệp. Nhưng mà sân khấu nghiệp này thì nó cũng chỉ hết đời thứ hai thôi. Sanh nghiệp, trì nghiệp, hết đời thứ hai, rồi nó trở thành vô hiện nghiệp. Duy chỉ có mãnh lực của năm động lực giữa trong một độ trình tâm, nếu lực thiện ở giữa thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì nó có mãnh lực cho quả tầng đời thứ ba trở đi, cho đến khi nhất. Thì như vậy đây gọi là parapara, quên đi đi với con mắt, là hậu báo nghiệp. Thì chúng ta tạo cái thiện nghiệp nào, tạo cái phước báo nào gì, hiện báo nghiệp, sinh báo nghiệp, có, không có thì thôi. Nhưng mà nhớ để dành cái phước báo để cho hậu báo nghiệp mà chúng ta trong cái bước đường sanh tử luân hồi đó, chúng ta còn có được cái để mà chúng ta hưởng thụ, chúng ta không bị khổ đau. Chúng ta cố gắng chúng ta tu tập như vậy. Và hôm nay thì khi mà giảng về cái bài kệ thứ hai ở trong 423 bài kệ, cũng như bài kệ thứ hai trong 20 bài kệ của phẩm Sông Đống, chúng tôi chỉ trình bày có bao nhiêu thôi. Giải thích đó chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta hiểu. Giải tám pháp thì quý vị nói là khó hiểu quá, mà nếu mà dạy Kinh Tạng Pháp Cú mà quý vị than là không hiểu nổi nữa thì thôi, chúng tôi biết sao, chắc có lẽ nè chúng ta bỏ mặt lên để tùy theo cái duyên, muốn đưa đẩy đi tái sanh ở chỗ nào cũng được. Dành cho chiều thôi thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Xin kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng chia sẻ cho bài học này với sự góp phần của Thượng Tọa Thượng Quyền hay là sư Nguyên Thông. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Sa thú, bất quá từ từ sư lẽ ra thì thỉnh Hòa Thượng ý, nhưng mà có hai điểm rất là tuyệt hôm nay mà có lẽ chúng ta nên làm rõ nghĩa. Vì sư Giác Nguyên hay sư nói đó là ở trong Tam Tạng Pali, đặc biệt là trong Kinh Tạng, thì thường thường là cái câu đầu của một bài kinh, hay cái bài kinh đầu của bộ kinh, hay là cái câu đầu của một quyển kinh, nó hay quan trọng lắm. Và hai bài kinh này rất là quan trọng. Thật ra xin Hòa Thượng quan hỷ đáng lời một chút. Chúng ta thường nói đến quả dị thục. Quả dị thục là dị thời dị thục. Và ở trong bài pháp, bài kệ hôm nay và bài kệ trước á, thì có nói đến xe theo chân con và kéo, hay là như bóng sẽ không rời. Dạ, như cái bóng nó sẽ không rời đi. Và thì nói bóng không rời hình, nhưng mà thật ra thì bóng không rời tức là không rời cái hình mình. Thì hai cái ví dụ đó, hai cái Phật ngôn đó đó, có cái gì mà tương đối không ổn khi chúng ta hiểu về ý nghĩa của quả dị thục không? Xin Hòa Thượng chia sẻ một vài cái suy tư Hòa Thượng về điểm này. Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa Hòa Thượng, kính thưa kính bạch thiện tăng, kính thưa quý vị. Thật ra không có gì là không ổn. Nhưng nếu chúng ta không khéo hiểu thì cái đó nó mới đi đến cái chỗ rồi bị ngộ nhận. Quá thật vậy. Như lúc trước chúng tôi đã nói, không có người tạo nghiệp,
cũng không có người thọ quả của nghiệp. Người thọ nghiệp, những người đó nó nguy hiểm đó thưa quý vị. Bởi vì nếu mà người làm ác bây giờ, đời sau người đó bị quả khổ. Chúng ta vô tình, chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta cho rằng cái hành quẩn, trong cái hành quẩn đó nó có cái tự ngã, cái bản ngã, có cái tôi, có cái ta trong đó. Đúng là một. Ở vậy điểm thứ hai nữa là chúng ta phải biết rằng là ở trong khi mà một cái hành động sinh khởi, một cái tâm sinh khởi thiện hay là bất thiện, nó liên hệ cái hậu quả. Không có nghĩa là nó bắt đầu tồn tại sau khi cái tâm bất thiện nó diệt, rồi nó tồn tại hoài vậy chúng ta rơi vào cái thường kiến. Ở đây thí dụ là thí dụ để chúng ta hiểu khía cạnh khác. Đức Phật này đưa cái thí dụ này đó để Ngài muốn nói lên là một cái hành động thiện hay là bất thiện do cái tâm tốt, do cái tâm tốt hay tâm xấu nó tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nó sẽ để lại cái hậu quả. Di thục, để lại cái hậu quả di thục. Cái nghiệp dị thời quả dị thục đó, tức là nghiệp tạo khác thời gian và nó sẽ đưa đến hậu quả, nó đưa đến sự chín muồi khác thời gian. Dù cho gọi là hiện báo nghiệp đó, thì ngày hôm buổi sáng tạo nghiệp, chiều lại có quả báo, cũng khác thời gian. Hôm nay tạo nghiệp, ngày mai, 7 ngày sau nó có trổ quả, cũng gọi là khác thời gian. Cho nên lúc nào cũng khác thời gian. Thậm chí các tâm trí xê thế tâm đạo sanh khởi ở sát na trước, tạo sinh ra tâm quả siêu thế ở sát na kế tiếp, như vậy cũng khác nhau cái thời gian. Nà nắp thế đi cả, tức khác thời, khác thời điểm. Thì còn nói chi là cái sanh báo nghiệp và cái hậu báo nghiệp. Thì Đức Phật phải đưa cái hai cái hình ảnh thí dụ này ra, Ngài chỉ để nói lên cái là nghiệp đã tạo rồi đó, thì nó không phải là nó mất, nó cũng như vậy đó. Nó sẽ có một lúc nó trổ quả. Có những cái mầm bệnh đó thưa quý vị, hoặc là cái mầm sống mà nó ấp ủ, nó chôn vùi ở dưới những cái tảng băng hàng triệu triệu năm, được đâm lại, giữ nó lại. Khi mình tiêu tan thì bắt đầu nó hoạt động trở lại. Bằng tan thì nó hoạt động. Cũng như cái nghiệp đã tạo, thì nếu trong suốt thời gian sanh tử luân hồi đó, cái bao nhiêu gas samati là thiện pháp, cái sở hành thiện pháp sanh khởi liên tục, thì nó gọi là làm cho đóng phân cái ác quả đi,
làm cho đóng băng ác quả. Nhưng mà khi tâm thiện đó mà bị mai một, tâm thiện đó mà bị buông trôi ấy, thì lúc bây giờ cái băng tan rã, thì lúc bây giờ ác quả nó trổ sành. Cái gọi là Vyoga Vipati. Cho nên ở đây nó cũng không phải là khó hiểu cho chúng ta là nghiệp quả khi mà đã tạo ra rồi, thì khi mà con người, khi mà chúng sanh đó chưa được giải thoát khỏi cái sự trầm luân sanh tử, không có được kết thúc cái kiếp luân hồi đó, thì nó cứ đeo đuổi theo mãi, nó đeo đuổi theo mãi. Ác quả nó cũng đeo đuổi theo mãi, và cái thiện quả cũng đeo đuổi theo mãi. Như là bóng không rời hình, hoặc là những bánh xe lăn, cứ lăn theo chân của con bò hoài vậy. Chẳng đây đó, cũng nhắc thêm như thế này là có chỗ giải thích. Khi mà nói ác quả mà nó theo, nó đeo đuổi cái người ác á, thì ngài thí dụ giống như là cái chiếc xe mà nó lăn theo chân của con bò. Đó là một cái hình ảnh nói đến cái sự không rời, nhưng mà cái sự không rời là nó nặng nề, nó nhọc, nó vất vả, cũng như cái ác quả mà ta theo con người vậy. Còn khi mà cái câu thứ hai nói về cái thiện quả, đã làm mà thân mà khẩu ý, cái thiện quả nó đi, nó theo đuổi con người, cũng giống như bóng hình không rời, thì cái đó nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó thoải mái. Bây giờ mình đi, mình bước đi, mà có ai đó một hai chân mình bằng cái sợi dây xích và ở phía sau cho mình kéo một cái vật gì đó, thì mình với cái vật đó, mình đi tới đâu thì vật nó kéo rủ rãng đi theo tới đó không rời. Nhưng mà nó nặng nề, nó khó chịu lắm thưa quý vị. Cái đó là ví dụ như là cái ác quả đi theo. Còn khi mà chúng ta đi trên đường dưới ánh nắng mặt trời, thì cái bóng nó đi theo cái hình, cái bóng hình không rời, thì mình đi vẫn thoải mái, thung dung tự tại. Chỉ có cái hai thí dụ đó là cái cách giải thích để cho biết rằng cái quả của thiện nghiệp nó theo dính con người, nó một cách nhẹ nhàng. Còn cái quả của ác nghiệp theo dính chúng sanh, nó một cách nặng nề, đau khổ. Cái đó là giải thích thêm để cho thấy cái khía cạnh, cái tác dụng của cái đề là như vậy. Nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói rằng là trong cả hai thí dụ đó, chúng ta chỉ cần hiểu một cái ý nghĩa là đi theo hậu báo nghiệp đó, thì nó khó thành vô hiện nghiệp lắm. Chỉ khi Niết Bàn mới là vô hiện nghiệp thôi. Và chúng tôi cũng còn nhớ ở trong tư mục chúng ta học vừa qua đó, nó cũng có trường hợp dù cho thí dụ về cái quả của ác nghiệp, thì Đức Phật vẫn đưa cái thí dụ như là bóng hình không rời thưa quý vị, chứ không phải chỉ riêng Pháp Cú, mà chỉ mà nói đến cái vấn đề mà quả của ác mà đưa đến đi đeo đuổi con người, giống như là bánh xe, như chiếc xe lăn theo bò, bò kéo. Rồi khi đề cập đến quả của thiện nghiệp đó,
thì nó đeo đuổi con người giống như bóng hình không rời, có phải vậy? Mà trong trường hợp nào muốn thí dụ thì Đức Phật này có trăm ngàn thí dụ, có nhiều thí dụ lắm, cái thí dụ nào xài cũng được. Thì chúng tôi xin có một vài chia sẻ với quý vị qua cái câu thuận lượng số 1 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, lẽ ra thì muốn nêu lên câu thảo luận số 2 với Hòa Thượng Từ Sư, nhưng mà để muốn có cái trình bày một chút rồi sau đó thỉnh Hòa Thượng Từ Sư trở lại với thiền chơi ý nghĩa. Có một điều rất lạ là thưa quý Phật tử, đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nói trong lớp học này, mà chúng tôi đã nói nhiều lần trong lớp học và ngày hôm nay chúng ta trở lại một lần nữa, đó là trong cái bản sơ giải kinh Phật Cú mà Hòa Thượng Từ Sư trích ở đây đó, thì trong bản sơ giải thích là ý dẫn động các pháp và ý làm chủ ý tạo tác. Ý ở đây đó là thức quẩn. Đầu cái thuộc tánh hay tâm sở, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Thật ra cho đến giờ này chúng tôi thú thật với vị là chúng tôi không tiêu hóa nổi, chúng tôi không có tiêu hóa nổi cách giải thích đó. Điều thứ nhất là chúng tôi cho rằng đó cách giảng rất là phản Phật pháp, bởi vì trong Thắng Pháp á nói rằng thọ tưởng hành thức bốn nguồn đồng sanh, đồng diệt, đồng nương, một căn đồng biết một cảnh, và không có lý do gì để nói rằng thức quẩn dẫn đầu thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, không có. Và trong Kinh Tạng Đức Phật cũng dạy rằng chính tư tâm sở Chetana, và trong Thắng Pháp cũng nói rằng cái thiện và bất thiện á là do ở thọ tưởng hành chứ không phải do thức. Và ngay cả trong Kinh Đạn, trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thì Đức Phật kể nữa, cái tâm này cho sáng, tức quẩn chỉ là biết cảnh thôi. Không có bao giờ trong Thắng Pháp và trong Kinh Đạn mà chỗ nào mà trong lời kinh mà nói rằng là ô nhiễm hay thức quẩn là trong sạch rồi tạo nên thọ tưởng hành. Chúng ta không ai nói làm cho hành quẩn ô nhiễm, mà trái lại chúng ta phải hiểu là hành quẩn nó làm cho thức quẩn ô nhiễm. Thì ở đây đó, khi Đức Phật này nói trong bài văn ngày này, nó rất rõ đó là mọi cái sự việc á nó khởi đầu bằng cái ý niệm hoặc là ác niệm hay thiện niệm. Ác niệm hay thiện niệm giống như một hạt giống trong lòng, một cái hạt giống gieo xuống. Và nếu cái ác, nếu cái niệm đó đó mà nó thiện á, thì tiếp theo nó là gì? Đó là hành động. Tiếp theo hành động thì nó là gì? Đó là kết quả. Thì như vậy rõ ràng á, là khi mà chúng ta nói rằng tâm dẫn đầu các pháp, mà chúng ta hiểu rằng một cái niệm thiện hay niệm ác á, mà nó dẫn đến cái hành động sau đó, thì chúng ta mới hiểu được là bóng không rời hình hay xa thân và kéo thì được. Còn nếu chúng ta hiểu ở đây chỉ cho thức quẩn và pháp ở đây chỉ cho thọ tưởng hành, thì cái hiểu nó rất là hẹp, nó hẹp lắm. Và chúng ta hiểu hoàn toàn sai mạch bằng này. Nếu chúng ta đọc từ đầu á, nếu chúng ta chịu khó đọc lại từ đầu á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tâm tạo, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo tác. Nếu với ý nói năng hay hành động, thì ở đây rõ ràng là nói cái ý thiện hay bất thiện á, thì nó sẽ dẫn đầu và theo sau đó là cái hành động, là hành động theo sau đó là quả. Tại sao một cái bài kệ mà Đức Phật giảng rất là dễ hiểu, rất là rõ ràng mà chúng ta lại bóp méo như vậy, và chúng ta lại hiểu dễ sai như vậy? Thì thật ra về điều này không hiểu. Và bạch thế hoàng thượng từ trên lớp chi này, sư đệ vẫn nghĩ rằng cái cách giảng mà ý dẫn đầu các pháp ở đây là ý là thức quẩn và pháp ở đây là thọ tưởng hành là rất là phản Phật pháp. Thì xin thỉnh hòa thượng trở lại để hòa thượng cho biết một vài ý nghĩa của hòa thượng về điểm này. Kính thỉnh hòa thượng. Mô của Thầy, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Hòa Thượng Rất Tẩm về cái ý nghĩa đó.
Thật ra ngày xưa đó, khi mà giảng về hai cái cô pháp cú này thì chúng tôi cũng rất là băn khoăn khi dựa theo trong chú giải mà nói thức quẩn là dẫn đầu cho thọ tưởng hành, nó trái ngược với thắng pháp. Cái điều đó chúng tôi biết chứ. Thật ra chúng tôi muốn nói ở đây đó, chúng ta phải chống chế bằng cách đó, không phải là chúng ta phủ nhận sơ giải, nhưng mà chúng ta muốn nói đến bây giờ nó đi lòng vòng như thế này, không có trung tâm pháp là gì. Chúng ta biết rõ là tâm đức thánh đá của tâm là gì, đức thánh đá của tâm là aramana vichanana lúc thành năng, tính của tâm là biết tỉnh, phận sự của tâm là gì, rasa là phận sự, phận sự của tâm là gì, là cetasika bhupangama rasa, tức là dẫn đầu các cái tâm sở. Cái sự hiện, cái biểu hiện của tâm là gì? Pratipatthana, sự biểu hiện của tâm tức là cái sự nối tiếp sanh diệt. Và cuối cùng Pratipatthana tức là nhân gần hay là nhân cần thiết cho tâm sanh là gì, thì cái đó là do cảnh và do tâm sở vân vân. Thì như vậy trong chú giải cũng có nói rõ ràng là đồng ý là thọ tưởng hành thức thì nó đồng sinh với nhau, đồng sinh đồng diệt, đồng biến cảnh, đồng đương vật, không trước không sau. Nhưng mà ngài có thí dụ như một nhóm người cùng đi đứng một nơi đó, hay là một toán cướp khi xông vào làng thì lúc bây giờ quân lính của nhà vua bắt được tất cả, hỏi là ai cầm đầu trong cái vụ đi ăn cướp này, thì cái bọn lâu la chỉ ra cái người đó. Thì mặc dù nói rằng là người cầm đầu có nghĩa là nêu trên người đó trước, chứ thật sự khi mà tấn công vô làng thì tất cả mọi người đồng loạt tấn công để đi trước cướp phá, chứ không có kẻ trước kẻ sau. Nhưng mà chỉ nói như vậy thôi. Bây giờ chúng ta không có thời giờ nữa, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề nó như thế này. Thực ra đó, chữ các pháp bữa đây đó, ngài Narada ngài giải thích, ngài cũng không bỏ cái chú giải của ngài Buddhakusa về tâm sở, về tâm sở. Nhưng mà ngài Narada ngài nói cái chữ Thamma ở đây, các pháp đây là chỉ cho các nghiệp gọi là Thamma,
Nhưng mà nghiệp ở đây đó là phải lấy ngay chetana, chetasika là tâm sở tư, rồi hành quẩn. Tâm sở tư này đó không phải đơn độc, mặc dù nói rằng chính tâm sở tư là nghiệp, nhưng mà một mình, một đơn độc tâm sở tư thì không thể tạo nghiệp được. Tâm sở tư đó nó phải đồng sanh với thọ quẩn, tâm sở thọ, tưởng quẩn, tâm sở tưởng, với hành quẩn là các cái tâm sở tự tha khác với nó, như xúc, như hành, niệm, thức ý, toàn tứ thánh giải, cần thể dục. Rồi nó phải phối hợp với, nó phải đồng sanh với 14 cái tâm sở bất thiện, hành quẩn, akusala chetana, akusala chetasika, nó phải phối hợp một giớp 27 tâm sở đó, thì tư nó phải đi theo 26 tâm sở, trong đó có một thọ, một tưởng và 24 hành, và cộng với đó nữa thành 27. Như vậy cái tư này nó mới gọi là cái gì bất thiện. Nhưng mà chưa đủ, là tại vì 27 tâm sở này, trong đó có sở tư, có tâm sở tư là, nhưng mà nó chưa hoạt động được nếu như không có thức quẩn. Và khi mà 27 cái tâm sở này, 13 tự tha với 14 bất thiện, nó phối hợp với một cái thức, thức ý thức, những cái ý thức giới đó nó mới trở thành cái gọi là tâm bất thiện. Khi mà nói đến cái việc mà tạo nghiệp đó, thì người ta nói rằng tâm bất thiện tạo nghiệp, chứ mai nói là mình ra đường mà mình nói là người đó sống bằng tư bất thiện thì người ta không hiểu hết đấy. Cho nên người ta phải gom chung lại và lấy cái thức quẩn đó đặt tên cho cái nhóm này, cho cái nhóm danh quẩn này, tức là lấy cái thức quẩn làm chuẩn. Chúng ta nói là hãy tu tập tâm thiện, từ bỏ tâm bất thiện, vân vân. Còn mấy cái kia nó chỉ là cái khác. Cũng giống như bây giờ chúng ta nói là kiên cử cái món này, món này, món này, chứ chúng ta không có nói kiên cử cái nguyên liệu để nấu ra cái món đó. Cái nguyên liệu đó cũng giống như là tâm sở, và cái món ăn đó cũng giống như là tâm vậy đó. Mặc dù biết rằng tâm và tâm sở, bốn quẩn này nó đồng sanh với nhau, nhưng mà phải nắm được cái thức quẩn nó ra mà nói chuyện. Mũi dạy lấy chịu đòn, chỉ vậy thôi. Cho nên cái vấn đề này cũng, nếu mà chúng ta phân tích ra thì cũng không có cái gì, cũng không có gì nó quá đáng đâu, không có gì quá đáng. Chỉ sợ có cái là, một là không phân tích, hai là phân tích ra mà người khác không chịu hiểu, rồi hiểu sai đó, thì cái vấn đề đó thì đành phải thôi. Chứ còn nếu mà người học vì Phật pháp thì nói kiểu nào đi nữa cũng hiểu đúng, thưa quý vị. Hết giờ rồi, chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính chân Hòa Thượng Tuệ Sư. Thưa quý Phật tử, nhân lời Hòa Thượng Tuệ Sư nói đó, thì chúng tôi cũng phải nói rằng là chúng ta học Phật Pháp đó, đây là điều mà chúng tôi thấy được, và có thể chúng tôi thấy không hết. Nhưng mà có một điểm này là những cái sai lầm mà về vũ trụ, sai lầm về điều này điều kia, nó chỉ đến từ những bậc sơ giải, và chúng tôi chưa bao giờ thấy điểm đó xuất hiện ở trong chánh đạo hết. Dạ, chưa bao giờ. Dạ, chưa bao giờ có ở trong chánh đạo mà có những cái sai lầm mà về nhiều gọi là phản khoa học. Chúng tôi lấy ví dụ là ngài Bố Thí Khô Xá đó, ngài là một luận sư, ngài học cũng
Vậy là mắc lắm rồi không? Nhiều thứ mà là một trời những cái cách nói mà người mắc sắc. Đạo tràng chờ trong giây lát có cung thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát đường nét của hòa thượng Giác Lãng có vấn đề ạ. Dạ, quý vị nghe được hả? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, dạ xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Thưa Phật tử, rất là tri ân và thượng tọa siêu, và trước khi mà chúng ta kết thúc khóa buổi học, chúng tôi xin nói quý vị một điều, đó là đây là cái cảm nhận của chúng tôi, có thể là cá nhân thôi. Đó là chúng tôi khi mà đọc vào trong kinh điển đó, thì những cái sai lầm, sai sót, và nhất là những cái ngày nay từ bản sớ giải chứ chưa biết từ trong chánh thiên vị có mặt trời bao nhiêu lý, mặt trăng bao nhiêu lý, cái điều đều rất là sai. Chúng tôi phải nói rất là sai, sai lắm. Dạ, nhưng mà những cái sai lầm đó chúng ta không bao giờ tìm thấy ở trong chánh đạo, ở trong chính lời Đức Phật dạy hết. Tại vì sao vậy? Là bởi vì, thưa quý vị, là như vậy, là ví dụ như khi Đức Phật ngài nói về cái thời gian của trái đất hay là cái sự bao la của vũ trụ, thì Đức Phật nói về thời gian, ngài không nói bằng con số. Tại thời đó, đó người ta rất khó nói những con số bằng những lý mà Đức Phật ngài nói, ngài đưa ra một vài cái ví dụ thôi. Và ngày nay đó thì chúng ta bắt đầu dần dà chúng ta cảm thấy rằng tại sao mà Đức Phật phải dùng ví dụ đó, là tại vì khi mà con người mà nói về những cái tốc độ ánh sáng hay nói về những cái kích chiều kích vân vân thì chúng ta rất là khó tưởng tượng, và khó tưởng tượng. Ví dụ như ngày hôm nay họ nói rằng mặt trời nó có cái lỗ hổng tròn mà chúng ta thể nhìn thấy qua kiến, và cái lỗ hổng đó nếu chúng ta nhắc trái đất vào thì đủ nhắc trái đất vào, tức là mặt trời nó lớn lắm so với trái đất. Thì thưa quý vị, ở đây thì chúng ta phải nhận rằng sớ giải giúp chúng ta rất nhiều, sớ giải chúng ta rất nhiều, nhưng mà chúng ta đặc biệt phải rất là cẩn thận, đặc biệt phải rất cẩn thận, và nhất là viết bởi những vị không phải là vị A-la-hán. Dạ, A-la-hán. Thật ra ngài Phú Thất Cô Xá đó thì ngài cũng là vị ở trong quyển Quý Sư Thí Mắc Cá, ngài biết còn cuối là ngài cũng mong là sau này ngài sanh lên cõi trời đấu sức rồi gặp Đức Thế Tôn Di Lặc trong tương lai ra đời thành đạo vâng. Thì chúng ta cũng hiểu rằng đối với chúng ta phải cẩn thận và phải rất là cân nhắc. Làm gì làm đi nữa đó, thì cái tinh thần khách quan vẫn là tinh thần rất là tốt. Và chính vì điều này, trước khi Đức Phật ngài viên tịch đó, thì ngài có dặn chúng ta là sau này ngài có viên tịch rồi thì những gì mình nghe dù là từ một cái vị pháp sư rất là nổi tiếng, hay là từ một cái học viện, một ngôi chùa của vị pháp sư nổi tiếng vân vân, hay là bất cứ cá nhân nào, thì khoan vội tin, khoan bởi bỏ, phải đem đối chiếu với kinh, với luật. Và điều đó nó là một thí dụ nhắc nhở rất là quan trọng khi chúng ta để ý đó. Và chúng ta rất là cần phải so sánh, phải cân nhắc lắm thưa quý vị. Học kinh điển đó, tại sao chúng ta rất là cần thảo luận? Tại vì chúng ta cần nhìn vấn đề đối với nhiều cái chiều kích khác nhau, chứ không có nên là nhìn vào một cái một điểm, một đoạn văn thôi. Kể ra thì việc học Phật pháp của chúng ta đòi hỏi cái sự cân nhắc rất là nhiều. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Quý vị quan hỷ, tại vì chúng tôi đang ở ngoài trời đó, thì chúng tôi phải nói lớn một chút. Và ngày mai này chúng ta có cái giáo trình tương bộ, và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tân Kinh Định Lễ Hòa Thượng Trị Siêu, Định Lễ Chư Tùng Đức. Thân chào, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành.
Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Tỳ Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con được hiểu, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân với Ngài. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy, dạ, con kính tri ân quý Ngài. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Hồi hướng phước lành, cảm phục pháp.